Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 10 năm 2021 giờ Houston. Thưa quý vị, có một sự kiện xảy ra đối với chiếc tàu ngầm của nước Mỹ là chiếc tàu Connecticut. Sự kiện đó là chiếc tàu ngầm Connecticut chạy bằng năng lượng hạt nhân đụng phải một vật gì đó ở Biển Đông và trồi lên trên mặt nước. Xảy ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, tức là ngày thứ Bảy vừa qua. Nhưng mà đó, điều mà khó hiểu, sự kiện xảy ra là đụng vào một vật thể nào đó là vào ngày 2 tháng 10. Nhưng tới chiều ngày 6 tháng 10 thì báo chí Mỹ mới được phép loan tin là đụng vào một vật thể lạ. Vật thể đó là vật thể gì? Thì báo chí của Mỹ nói rằng là cũng không biết. Cho tới giờ phút này cũng không biết đó là vật thể gì. Và điều được đáng nói nữa đó là chiếc tàu ngầm Connecticut của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân là ở trong khu vực Biển Đông, cái khu vực mà lúc đó lại đang diễn ra một cuộc tập trận của Bộ Tứ Kim Cương gồm có Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, rồi còn thêm cả Canada, rồi thêm cả nước Anh, rồi thêm cả Hòa Lan. Và vùng đó khi ấy còn có cả ba gọi là hàng không mẫu hạm, tức là ba tàu sân bay đang diễn tập, và rất là nhiều chiến đấu cơ cũng như là các tàu ngầm khác và các cái tàu khu trục hạm. Đụng tới cái đó mà bây giờ là bảo rằng từ ngày 2 tháng 10 cho tới ngày 6 tháng 10, tức là 4 ngày sau mới cho biết tin. Và cũng không nói, anh nhá, quý vị hãy nhớ rằng là không nói là chiếc tàu ngầm Connecticut đụng cái vật thể gì, đụng ở nơi nào ở tại Biển Đông. Cũng không nói là đụng ở tại Biển Đông, mà chỉ nói là đụng cái gì đó ở tại International Water, tức là vùng biển quốc tế. Điều đó rất khó hiểu thưa quý vị. Khó hiểu vô cùng. Trong ngày hôm đó, ngày thứ Bảy, thì Trung Quốc lại đưa thêm 39 chiến đấu cơ vào cái không phận của Đài Loan, cái không phận mà nhận dạng phòng không đó, cái vào cái chỗ mà gọi là nhận dạng phòng không, tiếng Anh họ gọi đó là ADIZ. ADIZ là chữ viết tắt của Air Defense Integration Zone. Thì chúng ta biết vào ngày thứ Bảy, 2 tháng 10 năm 2021, Trung Quốc cho 39 chiến đấu cơ xâm phạm vào ADIZ này của Đài Loan. Mà điều lạ lùng của chiếc tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân Connecticut của Mỹ, khi đụng tới đó thì họ trồi lên, họ cũng không nói rằng là họ đụng cái gì. Ở ngoài Biển Đông bao la mênh mông bát ngát, chẳng lẽ đụng tới cục đá à? Chắc chắn là không. Không phải đụng tới cục đá. Có bao giờ đụng tới một cái chiếc tàu ngầm của Trung Quốc hay không? Đó là được câu hỏi được đặt ra. Và nếu là đụng tới chiếc tàu ngầm của Trung Quốc và có gì đã xảy ra rồi thì tại sao không nói? Sợ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc hay sao? Đây là bí mật quốc phòng của Mỹ rồi, rõ ràng. Nên tôi cũng xin thưa với các bác chống cộng cực đoan đó,
Đó, chuyện này nó xảy ra như vậy mà tại sao Mỹ vẫn giấu? Cho nên cái chuyện gì mà các bác chống cộng cực đoan cũng đòi là hỏi là chúng tôi phải biết nhà nước Việt Nam cái này cái nọ. Vấn đề quốc phòng không phải chuyện gì mình cũng được biết. Mà bằng chứng đây này. Đây là điều mà các báo chí truyền thông của Mỹ muốn tìm hiểu vô cùng mà có biết đi nữa cũng không dám loan tin, chỉ hay loan tin rằng là tàu Connecticut, tàu ngầm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân đụng phải vào một cái vật thể nào đó ở tại vùng biển quốc tế, không dám nói chữ Biển Đông. Nhưng mà rồi thì vì người ta biết quá cũng phải, CNN phải nói là tại Biển Đông. Nha. Nó không thể nào là đụng tới cục đá. Nó không thể nào đụng tới những cái chiếc tàu nào khác của phe đồng minh. Vì nếu có thì cũng đã nói rằng là tập trận bị trục trặc. Cái đó thì không có giấu. Nhưng mà rõ ràng giấu là vì cái chuyện đụng tới một cái gì đó mà nếu nói ra thì gây ra sự khó khăn về chính trị và ngoại giao. Nên họ không nói. Và chúng ta cũng đã biết rằng là sau khi mà đã xâm phạm không phận Đài Loan nhiều lần như vậy thì liên tục từ đó đến nay Trung Quốc vẫn xâm phạm không phận Đài Loan. Và đã vào ngày thứ Tư, mùng 6 tháng 10, ông Dương Khiết Trì là ngoại giao cao cấp kỳ cựu của Trung Quốc đã gặp ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là ông Jake Sullivan ở tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Người ta tin rằng chắc chắn sẽ phải có một cái gì đó đã gì xảy ra ở tại Biển Đông mà đã có cái chuyện gọi là chiếc tàu ngầm Connecticut chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đụng tới một cái vật thể nào đó. Cứ thường là một chiếc tàu ngầm trinh thám của Trung Quốc. Nhưng không nói ra. Thưa quý vị, sau khi mà đụng tới một cái vật thể nào đó rồi đó thì cái chiếc tàu ngầm này nó trồi lên trên mặt nước. Và theo báo chí của Mỹ đó thì khi trồi lên đó, là các hải quân của Mỹ đó cho biết rằng là họ không có bị cái gì hết. Họ vẫn có thể hoạt động một cách bình thường được. Và đó là họ chỉ gọi là nhẹ thôi, bị thương nhẹ thôi. Tất cả nói là chúng tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Không có ai bị thương nặng hoặc là bị thương mà nguy hiểm đến tính mạng. Thì người ta cho rằng là chắc là có một cái gì đó. Nếu nói là chỉ là va chạm vào cái gì khác á, cục đá hay là gì đó, thì liệu nói rằng là chỉ là bị thương nhẹ, không sao hết à. Vậy thì chắc là va chạm tới hay là đánh nhau hay là cái gì đó với một cái chiếc tàu ngầm trinh thám của Trung Quốc. Nên họ mới nói rằng là các thủy thủ chỉ bị thương nhẹ. Và chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Connecticut vẫn hoạt động bình thường được. Tiếng Anh họ gọi là fishy. Nó rất có cái mùi gì đó, khó hiểu lắm. Mùi cá nó, cái mùi tanh đó, nó có cái gì đó nó xảy ra. Và thưa quý vị thì truyền thông của Mỹ lấy cái chuyện đó lập tức là bình luận ra sang cái chuyện Đài Loan. Nó cũng rất là lạ. Hầu hết các truyền thông lớn của Mỹ là lấy cái câu chuyện là chiếc tàu ngầm của Mỹ đụng phải một cái vật thể nào đó thì lại lập tức bình luận đến chuyện Trung Quốc và Đài Loan. Trung Quốc có đánh Đài Loan hay không? Vân vân và vân vân. Thì điều đó rất lạ. Vì sao? Là vì cái chiếc tàu ngầm của Connecticut xảy ra ở chuyện Biển Đông thì tại sao không bình luận tới Biển Đông mà lại đi nhảy qua bên phía Đài Loan? Là cho thấy cứ thường có một cái gì đó tàu trinh thám và tàu ngầm của Trung Quốc đã dò thám ở tại Biển Đông, khi mà thấy Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản tập dượt chung ở nơi đó. Và Trung Quốc là e ngại nếu mà mình có cái chuyện gì đó thì
sẽ bị tấn công bởi cái lực lượng này nên mới dò thám. Và khi dò thám như vậy thì cái chiếc tàu ngầm Connecticut chắc là đã đụng độ, chứ không phải là đụng độ, tức là có giao chiến ở dưới đó. Và như vậy đó, cho nên là lấy lý do sự căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc, ông cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ đã gặp ông Dương Khiết Trì ở tại Zurich, Thụy Sĩ. Và báo chí của Mỹ hỏi rằng là chứ Trung Quốc có dám đánh Đài Loan hay không. Như tôi nói rằng là cái cuộc chiến nếu có với Đài Loan, nó không phải xảy ra ngay bây giờ, mà nó sẽ là một cái gì đó làm áp lực cho đến khi nào mà một số người ở tại Đài Loan kêu cứu, nói rằng là họ muốn quay trở về với Bắc Kinh nhưng mà bị đàn áp bởi Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn, thì lấy lý do đó Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan. Chứ Trung Quốc không có tấn công bây giờ, nó sẽ gây đến một chuyện gọi là thế giới bất mãn với Bắc Kinh, và họ sẽ tụ tập lại cả thế giới đánh hội đồng Trung Quốc, thì Trung Quốc không dài gì. Thưa quý vị, đó là thông tin về một cái chiếc tàu ngầm mang tên là Connecticut chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đụng độ một vật thể gì đó mà báo chí của Mỹ loan tin sau 4 ngày mà cũng không nói rõ là đụng ở tại Biển Đông, mà chỉ nói là đụng ở tại vùng biển quốc tế, và cũng không nói đụng cái gì, cho thấy rằng là có một cái vấn đề gì đó đang xảy ra ở tại Biển Đông, khi mà các cường quốc bộ tứ cộng thêm nước Anh và nước Hà Lan tập dượt ở tại Biển Đông. Và những cái sự gia tăng áp lực về trên không phận của Trung Quốc đối với Đài Loan cho thấy rằng là tình hình bắt đầu có những sự nóng bỏng và chín mùi. Tôi không dám nói chỉ chín mùi, nhưng mà nóng bỏng và áp lực nặng nề lên trên Đài Loan. Và coi chừng điểm và diện, như tôi đã nói cái trước đây, là điểm và diện, điểm hiện giờ vẫn là Đài Loan, diện là Biển Đông. Nhưng mà nếu có chuyện gì thì diện và điểm có thể xoay vần lẫn nhau, đổi thế, thì cũng coi chừng ở tại Biển Đông. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.